Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Lắk cho biết trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã có kết quả xét nghiệm PCR âm tính. Trước đó, sáng 14 tháng 2, trường hợp này bị tai nạn giao thông và cấp cứu tại khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên trong tình trạng tràn khí màng phổi. Bệnh viện đã sàng lọc COVID-19 bằng test nhanh cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Sau đó, bệnh viện đã chuyển bệnh nhân này cùng toàn bộ bệnh nhân tại khoa cấp cứu về khoa truyền nhiễm cách ly tạm thời, chờ kết quả xét nghiệm PCR. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, CDC đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm PCR xác định SARS-CoV-2 đối với trường hợp này. Kết quả xét nghiệm trưa ngày 14 tháng 2 khẳng định bệnh nhân âm tính với SARS-CoV-2.